Yêu thương con thương
Em định kêu lên lỗi anh về đây em chưa 18 vậy sao? Cho anh bấm đi cho anh. Cho nhiều khi tắt user gãy nhiều quá người ta không nạp nữa thì mình gửi qua để cho user có một chút để họ chơi cho vui á đó. Đó thì mình gửi lại một ít, nói chung là em không có tiếc. Mà có vài người á, có vài người là kiểu như là kể công á, kiểu như hello anh Hùng, chào anh Minh. Chị mở điện lai lên sợ nó chán. Thấy chưa mọi người đã thấy ly rõ chưa mọi người ơi rõ không sao vậy? Okay.
Con thấy ngon đi không ạ? Thì bây giờ làm gì? Hay là đi đúng rồi. Ơ anh, cái bếp của anh này là đâu vậy? Em bếp này
Hello anh Tâm. Mọi người đợi em xíu nha mọi người, em đi lấy cục sạc đã, hết pin rồi. Muốn chó cắn hay sao? Mà đi chọc chó. Tất nhiên lần ta phải có nhốt con chó của em.